Thưa quý vị, vụ việc xe ba bánh chở sắt di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội va chạm với xe buýt, chọc thủng kính chắn và một phần đầu của xe buýt, gây hoảng loạn cho hành khách đã báo động tình trạng các xe tự chế, xe ba bánh gây mất trật tự an toàn giao thông. Mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã ra quân mở đợt cao điểm xử lý dứt điểm tình trạng này. Tại ngã tư Kim Ngưu, Minh Khai, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, đội cảnh sát giao thông số 4 đã triển khai xử lý gần 10 phương tiện xe ba bánh chở theo hàng công kênh. Còn đối với những người vi phạm, dù biết hành vi này nguy hiểm, nhưng mỗi người lại có lý do riêng. Vì mưu cầu cuộc sống thôi, gia đình tôi khó khăn quá. Bây giờ lương bây giờ có 3,2 triệu mà vợ ốm, chồng ốm, con ốm, công việc không có, tôi cũng chả muốn làm thế này. Thì lúc đấy tôi lẽ ra được nghỉ hưu rồi, nhưng mà cuộc sống. Tôi chở về rất cẩn thận chú ạ. Vì chở hàng công kênh thì rất cẩn thận, mới đi chậm, không như mình ăn. Rất chậm, không bao giờ đi nhầm, không bao giờ va chạm ai cả. Tôi chở này 10 năm nay rồi, chưa bao giờ va chạm ai. Còn tại ngã tư Giải Phóng, Kim Đồng, cũng không quá khó để bắt gặp xe máy chở hàng hóa công kênh. Hay thậm chí, có trường hợp, dù xe máy đã quá cũ, nhưng vẫn tự chế thêm thùng phía sau để chở hàng. Thật ra là tôi cũng biết là nguy hiểm, nhưng mà trước đó là do người ta thuê tôi ấy, thì tôi phải làm. Nếu mà người ta thuê tôi rồi tôi không làm thì người ta nói tôi. Với lại vì tiền, với lại cuộc sống nữa là tôi bắt buộc tôi phải làm. Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, không có giấy phép lái xe, cũng như đăng ký xe hay xe mô tô chở hàng hóa công kênh. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong quá trình triển khai. Nói chung là nó cũng có gặp nhiều cái khó khăn. Cái thứ nhất là về cái người tham gia giao thông, khi mà lực lượng mà kiểm tra thì người ta có thể là bỏ chạy. Vì người ta sợ với mức tiền phạt là từ 400 đến 600 nghìn đồng. Thì cái tiền phạt nó cao thì có thể người ta bỏ chạy, và rất khó cho cái lực lượng của anh em khi mà dừng xe, hoặc là không đảm bảo cho cái người khác khi mà mình dừng mà người ta bỏ chạy. Còn đối với hành vi vi phạm điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông, sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Và người điều khiển xe tự chế tham gia giao thông vi phạm, bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Thưa quý vị, cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Thiên Cẩm, huyện Cẩm Xuyên, vì hành vi đánh đập cháu ruột nhập viện. Trước đó, vào sáng ngày 26 tháng 4, khi bé T đi học, các giáo viên tại trường phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã đưa cháu sang trạm y tế địa phương để thăm khám. Tại trạm y tế, các bác sĩ và giáo viên phát hiện toàn thân cháu T xuất hiện nhiều vết bầm tím. Qua kiểm tra ban đầu, vùng mặt cháu T bị sưng tấy, cơ thể nhiều chỗ bầm dập, ngoài ra vùng đầu có dấu hiệu bị chảy máu. Ngay sau đó, mọi người đã đưa cháu vào khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ nghi những vết thương này do bị đánh nên trình báo đến công an thị trấn Thiên Cẩm. Nhận được tin báo, công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Thị Huyền là nghi phạm gây ra các vết thương trên cho người nạn nhân. Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận do T lười ăn nên đã nóng giận dùng cán chổi, cây lau nhà, móc áo đánh đập bé. Theo đó, bé T bị dì đánh nhiều lần trước khi nhập viện. Kết quả giám định, cháu T bị dì ruột đánh thương tích 9%. Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép, thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ và tạm giữ 2 đối tượng có liên quan. Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo phá án. Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thụ, sinh năm 1975, trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, và Lê Văn Toàn, sinh năm 1976, trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy. Tại thời điểm này, hai đối tượng này đang tổ chức vận chuyển lên xe 21 bao tải được đóng gói rất cẩn thận. Cả hai đối tượng Thụ và Toàn khai nhận bên trong các bao tải là thuốc nổ với tổng trọng lượng là 820 kg, được các đối tượng thu mua từ địa bàn tỉnh Quảng Trị và dự định vận chuyển vào các địa bàn tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Văn Toàn ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình và Nguyễn Văn Thụ ở Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, công an thu giữ thêm 25 kg thuốc nổ, một khẩu súng, 19 viên đạn, một xe tải mang biển kiểm soát 73C01020 và nhiều tang vật có liên quan khác. Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 6 xà lan chứa trên 30 mét khối cát vừa được hút trái phép từ dưới lòng sông lên.
Vào lúc 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5, tại khu vực ngã ba sông nơi giao nhau giữa sông La và sông Lam, đoạn qua địa bàn thôn Đại Châu, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, có nhiều xà lan đang tập trung khai thác cát trái phép. Ngay lập tức công an huyện Đức Thọ đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc công an huyện, công an xã Tùng Châu, 4 xuồng máy nhanh chóng tiếp cận đến hiện trường. Đến khoảng 2 giờ 40 phút sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được 6 xà lan khi đang có hành vi khai thác cát trái phép. Công an huyện Đức Thọ tiếp tục xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng RON95 tăng 1.500 đồng lên 29.980 đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Đây cũng là lần tăng giá xăng thứ tư liên tiếp trong vòng một tháng qua. Đây là thông tin khuấy động cộng đồng mạng trong ngày hôm nay. Đây là đợt tăng giá thứ tư liên tiếp kể từ tháng 4 vừa qua. Và sau đợt tăng giá này, giá xăng RON95 bán lẻ trong nước đã lập đỉnh mới, cao hơn mức thiết lập hồi giữa tháng 3 là 160 đồng một lít. Còn E5 RON92 thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 3 khoảng 30 đồng mỗi lít. Sau kỳ điều chỉnh này, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 1.490 đồng, RON95 tăng 1.550 đồng, dầu diesel và dầu hỏa đắt thêm lần lượt là 1.120 đồng và 1.340 đồng. Như vậy hiện tại giá xăng E5 RON92 là 28.950 đồng một lít, RON95 là 29.980 đồng một lít, dầu hỏa là 25.160 đồng một lít, dầu diesel là 26.650 đồng một lít, riêng dầu ma rút giữ nguyên giá bán là 21.560 đồng một kg. Các chuyên gia thì cho rằng mức giá mới của xăng dầu dù phản ánh diễn biến của giá xăng dầu thế giới, thế nhưng cũng sẽ tạo ra không ít áp lực cho doanh nghiệp khu vực mà vừa mới chỉ vực dậy sau 2 năm dịch bệnh. Như thời kỳ mà năm 2014 thì giá xăng dầu ví dụ nó cao lên 140 đô thì khi thời điểm đó nó cũng chỉ là vào khoảng trên 20.000 thôi, mà đến nay nó 30.000 thì chắc chắn nó ảnh hưởng không những đối với cái lĩnh vực sản xuất mà ảnh hưởng đối với người tiêu dùng, thì cái điều này cũng gây khó khăn đối với người tiêu dùng. Cách tốt nhất là gì? Người tiêu dùng phải tự biết mình điều tiết. Tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Kinh tế Xã hội 2022 diễn ra ngày hôm nay, bên cạnh các vấn đề như đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế xã hội, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã dành lưu tâm đến các yếu tố lạm phát, giá thành các sản phẩm tăng cao trong thời gian qua và điều hành xăng dầu còn nhiều bất cập. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan phân tích làm rõ nguyên nhân các yếu tố chính làm tăng lạm phát để chúng ta kiểm soát tốt và hiệu quả cái việc tăng lạm phát của năm 2022 cũng như là những năm tiếp theo. Đề nghị báo cáo rõ hơn về tình trạng khan hiếm xăng dầu thời gian vừa qua và cho rằng công tác điều hành giá xăng dầu vẫn còn bất cập, thì đề nghị các đồng chí cũng quan tâm. Trước đó, đánh giá về công tác điều hành xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết liên bộ đã linh hoạt sử dụng quỹ bình ổn để đảm bảo giá xăng dầu trong nước theo xu hướng của diễn biến thế giới. Về nguồn cung xăng dầu trong quý 2, không tính đến lượng xăng dầu do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cung cấp, Việt Nam vẫn đảm bảo nguồn cung ứng. Quý 3 và quý 4 sắp tới, Bộ Công Thương đã làm việc với các nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn trên căn cứ cam kết của nhà máy về việc cung ứng ở mức độ nào. Bộ sẽ ưu tiên ở mức độ đó để tiêu thụ trong nước.